Bạn nào đang gặp vấn đề về IELTS Listening và Reading thì có thể tham khảo gói học IELTS online của tụi mình tại trang web jimmyenglishhome.com nha. Hi guys, welcome back to another video about IELTS Speaking Part 2. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một chủ đề nữa ha. Đó là chủ đề Describe a change you made in your daily life that saved you a lot of time. Và trước tiên mình sẽ đến với phần đầu tiên, đó là phần brainstorming, tìm ý ha. Thì như mọi video khác thì mình cứ trả lời trực tiếp vào câu hỏi và chủ đề ha. I'm gonna talk about my new habit of doing something. Đó, một cái change thì là gì? Đó là một cái sự thay đổi. Thì mình có thể nói là cái thói quen mới của mình. Thói quen mới tức là sau khi mình thay đổi nó rồi thì biến thành cái thói quen của mình ha. Đấy, thì bạn có thể nói là I'm gonna talk about my new habit of doing something, which is one of the best changes that I've made. Đó, mình paraphrase. Sau đó các bạn có thể nói về when did you start doing it and why. Đó, thường cái ý thứ hai khi mình kể là một cái gì đó trong quá khứ đúng không, thì là hay nói về when trong quá khứ, bạn nhớ ha. Đó, cái bối cảnh diễn ra cái sự việc đó, mình làm đó khi nào và tại sao thời điểm đó lại làm. Đấy, các bạn quá quen rồi đúng không? If I'm not mistaken, I started doing it about ago. Đó, at the time, so đó, thời điểm đó tại sao lại làm ha. Right, was it an easy change to make? Nó có phải là một sự thay đổi dễ dàng không? Ví dụ các bạn có thể nói là however, it wasn't an easy change to make. In the first few weeks, I found it hard to do something ha. Thì tuy nhiên nó không phải là một sự thay đổi dễ dàng. Trong những cái tuần đầu tiên thì tôi cảm thấy rất là khó để làm cái gì đó. I found it hard to do something ha. Quá khứ của find là found, cảm thấy khó để làm cái gì đó. How long did it take you to make this change? Thì mất bao lâu để mình có thể gì thực hiện được cái sự thay đổi này. Ví dụ các bạn có thể nói là after cái số lượng months with lots of effort and determination. Thì sau số lượng tháng ha, với rất là nhiều sự nỗ lực cũng như là quyết tâm, thì I made it become my habit. Nhớ là effort ha. Right, what did you do to be able to make this change become your habit? Thì mình đã làm gì để biến cái sự thay đổi này trở thành thói quen của bạn? How has it helped you save time? Nó đã giúp bạn tiết kiệm thời gian như thế nào? Đây, khúc này các bạn có thể nói về cái sự thay đổi trước và sau khi mình thực hiện cái sự thay đổi này ha. Rồi và cuối cùng là how did you feel about this change? Mình thấy như thế nào về cái sự thay đổi này? Gọi như vui vì đã đạt những cái gì chẳng hạn ha. Rồi, đó là cái dàn ý cho bạn nào muốn nói riêng thôi ý của mình, các bạn có thể tham khảo ha. Và bây giờ mình sẽ đến với nội dung của bài mẫu ngày hôm nay. Rồi, mình sẽ chọn nói về một cái thói quen là lập danh sách những việc cần làm hàng ngày ha. Rồi. I'm gonna talk about my new habit of making a daily to-do list, which is one of the best changes that I've ever made. If I'm not mistaken, I started doing it about 6 months ago. At the time, I felt like I'd been using my time ineffectively. I didn't plan out my daily activities and always did things off the cuff. That's why some days I was quite productive, but other days I just spent most of the time goofing around. I wanted to manage my time better, so I decided to make a change. I went online and searched for ways to improve my time management skills, and writing down a list of things to do on a daily basis was among the top ones. However, it wasn't an easy change to make. In the first few weeks, I found it hard to complete everything in the list and had a tendency to fall back into the same old routine. Fortunately, I didn't give up and managed to tough it out. And eventually, after 2 months with lots of effort and determination, I made it become my habit. Now I always set aside 20 to 30 minutes in the morning to think of what I need to do in a day, so that I won't waste much time doing useless things. Ever since I adopted this habit, it has helped me save a lot of time. My productivity has also improved, as I can get more work done in a day. On top of that, my screen time has also dropped significantly, from more than 6 hours a day on average to only less than 2 hours. Needless to say, I feel super happy about this change, and I'll do the best I could to maintain it. If you haven't had a habit of creating a daily to-do list, I highly suggest you do. Rồi, đó là cái bài mẫu ha. Bây giờ mình sẽ cùng nhau đọc lại một lần nữa để phân tích cũng như là dịch ha. Cũng như để ý những cái phát âm nè. Thì tôi sẽ nói về I'm gonna talk about ha. Đơn giản thôi, I'm gonna talk about. I'm gonna talk about.
My new habit of making a daily to-do list. Nhớ là daily chứ không phải daily nha. Có nhiều bạn đọc chữ này thành daily. Đó là daily to-do list, which is one of the best changes that I've ever made. Đó, một trong những cái sự thay đổi tuyệt vời nhất mà tôi đã từng làm. Mình dùng được gì so sánh hơn cũng như là hiện tại hoàn thành mình đều quan hệ luôn ha. Đó, mình paraphrase cái đề đó. Rồi nếu tôi nhớ không lầm, if I'm not mistaken, hoặc là đơn giản hơn là if I remember correctly, cái nào cũng được ha. Hoặc là if my memory serves me right cũng ok ha. Rồi I started doing it about 6 months ago. Thì tôi đã bắt đầu làm nó thì khoảng 6 tháng trước. Là cái bối cảnh thời điểm đó tại sao mình lại quyết định làm, quyết định thay đổi. At the time, thời điểm đó ha, I felt like, tôi cảm giác giống như là I felt like I had been đọc tắt là I'd been using my time ineffectively. Thì tôi đã và đang sử dụng thời gian của mình một cách không có hiệu quả. Đó, ineffectively. I didn't plan out my daily activities. Thì tôi đã không gì lập kế hoạch cho những cái hoạt động hàng ngày của tôi. And always did things off the cuff. Đó, did things off the cuff. Do something off the cuff là làm cái thứ gì đó một cách gì bộc phát, tôi không có lên kế hoạch gì hết ha. Đó, thì off the cuff là unplanned. Đó, không có lên kế hoạch gì hết ha. That's why some days I was quite productive. Thì đó lý do vì sao mà một số ngày thì tôi rất là cảm giác như là rất là hiệu quả, rất là năng suất. But other days, nhưng mà những ngày khác thì sao? I just spend most of the time goofing around. Thì tôi dành hầu hết thời gian vậy để làm mấy cái thứ linh tinh, vơ vả vơ vẩn á ha. Đó, goof around. Thì đây, spend most of the time, spend time doing something ha. I wanted to manage my time better. À, trong tiếng Anh mình đọc thành wanted ha, tiếng Anh thì là wanted. Cái nào cũng được ha. I wanted to manage my time better. Tôi muốn gì? Quản lý thời gian tốt hơn. So I decided to make a change. À, cái chỗ này thiếu chữ I nha, các bạn thông cảm, bạn đánh chữ I giùm mình nha. Bạn đánh thiếu I decided nha. I decided to make a change. Cho nên tôi quyết định là thực hiện một cái sự thay đổi. I went online and searched for ways to improve my time management skills. Tôi lên mạng và tôi tìm những cái cách để cải thiện cái kỹ năng quản lý thời gian của mình. Nhớ là time management skills ha. Nhớ là management, management skills. And writing down a list of things to do on a daily basis was among the top ones. Và cái việc mà viết xuống một danh sách những thứ cần làm mỗi ngày là một trong những cái cách mà đứng đầu. However, it wasn't an easy change to make. Tuy nhiên, nó không phải là một sự thay đổi dễ dàng. In the first few weeks, I found it hard to complete everything in the list. Là trong những cái tuần đầu tiên thì tôi thấy rất là khó để có thể hoàn thành được tất cả những thứ trong danh sách. And had a tendency to, có xu hướng là cái gì đó ha, had a tendency to do something, to fall back into the same old routine. Là gì? Có cái xu hướng là quay trở lại với cái lối sống cũ ha, routine, cái lịch sinh hoạt, cái chu kỳ sinh hoạt, giống như cái thói quen cũng được. Right. Fortunately, may mắn thay, thì I didn't give up, thì tôi đã không từ bỏ ha, and managed to tough it out, managed to do something là một cái, từ bình thường mình nghĩ cái chữ manage là quản lý đúng không? Nhưng là còn một cái nghĩa đó là cố gắng làm cái gì đó ha, đấy. Managed to do something là cố gắng để gì, tough it out là vượt qua nó. Đó, tough it out như là overcome it vậy đó ha. And nhớ là tough it out ha, F nè, tough it out, nói lại tough it ha, tough it out. And eventually, after 2 months with lots of effort and determination. Và cuối cùng thì sau 2 tháng với rất là nhiều nỗ lực, nhớ là effort, chứ phải effort nha. Effort, nhớ nha, effort. With lots of effort and determination. Với rất là nhiều gì? Nỗ lực ha. Với rất là nhiều nỗ lực và sự quyết tâm. Determination. I made it become my habit. Nhớ là made it ha. Tôi đã biến nó trở thành cái thói quen của tôi. Now I always set aside 20 to 30 minutes in the morning to think of what I need to do in a day. Thì bây giờ tôi luôn luôn gì? Dành ra ha, dành riêng 20 đến 30 phút vào buổi sáng để nghĩ về những cái thứ mà tôi cần làm trong một ngày. So that I won't waste much time doing useless things. Để tôi gì sẽ không lãng phí nhiều thời gian làm những cái việc vô nghĩa, những cái thứ mà không có tác dụng gì hết, vô ích đó ha. Đó, nhớ là giống như spend cũng là waste time doing something luôn. Ever since I adopted this habit. Và kể từ khi mà tôi gì mình có được cái thói quen này nè,
thì it has helped me save a lot of time. Nó đã giúp tôi tiết kiệm rất là nhiều thời gian. My productivity has also improved. Cái sự gì? Năng suất của tôi cũng đã cải thiện. As I can get more work done in a day. Bởi vì tôi có thể hoàn thành được nhiều việc hơn trong ngày. Get more work done, làm được nhiều việc hơn trong ngày. On top of that, hơn thế nữa thì my screen time has also dropped significantly. Thì cái thời gian mà dành dùng điện thoại hoặc dùng laptop gọi là screen time ha, đã giảm một cách rất là đáng kể. From more than 6 hours a day on average. Từ gì? Hơn 6 tiếng một ngày trung bình ha. Trung bình hơn 6 tiếng một ngày. Nó nhớ là on average ha. Average, nhớ âm đầu là average. From more than 6 hours a day on average to only less than 2 hours. Còn thấp hơn gì? 2 tiếng thôi. Needless to say, khỏi phải nói luôn ha. Needless to say, I feel super happy about this change. Tôi cảm thấy vô cùng là hạnh phúc, vui đúng không? Về cái sự thay đổi này. And I'll do the best I could to maintain it. Và tôi sẽ gì? Cố gắng hết sức mình để gì? Để duy trì nó. If you haven't had a habit of creating a daily to-do list, I highly suggest you do. Rồi câu kết ha, để cho bài nó khỏi cục, bạn có thể dùng câu kết này. Nếu bạn chưa có thói quen gì, tạo một cái danh sách làm việc hàng ngày, thì I highly suggest you do. Suggest ha, thì tôi đề nghị, tôi nghĩ là bạn nên làm đi. Rồi, thì đó là toàn bộ cái ideas cũng như là từ vựng cho chủ đề này ha. Hy vọng là chúng đã bớt cho các bạn. Các bạn đừng quên like cũng như là bình luận nhằm tăng tương tác cho kênh và giúp kênh mình phát triển hơn nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. And that's also the end of today's video. Thank you so much for watching and I'll see you guys in the next videos. Bye bye!